hôm trước không có tiếp cận cái xuồng của chú được. Dạ. Xuồng của chú may là hết rồi. Ủa chú dứt dứt phế liệu đó hả? Dạ. Cứ chạy bán chừng 10.000 cái sống vậy thôi chứ đâu có nhiều. Bị mót, bị mót là giặt nó bây giờ bỏ cũng tội. Cho đường đi. Bòi đâu đó đây, một phiếu nào? Mấy phiếu? Hai phiếu. Không không? Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp á. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn mời cô bác quý anh chị gặp lại chú Bên. Mà sớm cho Bùi Hồ kiếm quá trời luôn. Mới gặp chú ở chỗ khúc sông này nè. Chú Bên ơi. Chú Bên. Dạ con. Con Bùi Hồ nè. Con Bùi Hồ hôm trước gặp chú nè. Hồi sớm cho con kiếm chú quá trời luôn. Ở đây có một cái chiếc xuồng. Chiếc xuồng này nó lành lặn hơn cái chiếc xuồng của chú Bên. Con chào chú. Dạ. Chú nhớ con không? Dạ. Ê, bữa đó mà bị chú quên. À. Dạ, giờ đi thăm hả chú? Dạ, đi thăm nè. Lưỡi gách quá luôn hả? Dạ. Trời ơi trời. Sớm giờ con chạy lên chạy xuống kiếm nhà chú đóng cửa tiêu. Dạ. 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 Đi thăm rồi đó. Chú đi thăm từ mấy giờ đến giờ? Hồi 9 giờ 8 giờ. Hôm trước không có tiếp cận cái xuồng của chú được. Dạ. Xuồng của chú may là hết rồi. Ủa chú dứt phế liệu đó hả? Dạ. Khi hai ba bữa bán được 10.000 con nước rồi được. Gần con tí đi. Nước này chú. Dạ. Chú uống đi. Bữa đó chắc là tôi nói chú đợi không được rồi cũng quên. Ồ cá lau kiến nó bị chết rồi. Bữa nay chết hết trơn rồi. Giờ có sống vài con rồi đó mà khô. Hôm qua chú có đi thăm không? Bữa nào cũng thăm đấy, mình thăm trễ nè. Dạ hả? Theo sáng giờ thăm cái này cái gì? Cái này là cái mic thu âm cho chú nói chuyện dễ thôi. Không phát đi chú. Đi có mình chú hả? Dạ. Trời ơi. Ở đây cũng chú nhiêu quên, con quên mất tiêu 6 mấy rồi? 74. 74 hả? Ở gần 80. Dạ, 74 rồi. Mau quên quá. Bữa nay đi có mình chú hả? Dạ. Cầm lấy miếng nước đi. Hả, chú uống đi. Chú ăn gì chưa? Chưa, sáng giờ có ăn gói mì đi thăm tới giờ luôn á. Ăn gói mì đi thăm tới giờ luôn hả? Ừ. Đi vớt nãy bà cũ máng lưới nhiều quá đem về cho bà xã bà chắc. Dạ. Rồi khi mình nói cái rồi nói cô bác nào đó ta có thải cũ quá mình móc máy gì đó chú cái chút rồi đó. Vớt ba cái mũ rồi bán khi hai bữa bán được 10.000 mười mấy ngàn mua mũ này rẻ quá chú. Dạ. Rồi thấy giờ rớt khí thải lên xuồng vậy đó. Cái chút thì cũng đỡ. Thì chú quê chú ở đâu rồi? Con cũng gần đây thôi. Yeah. Mà sáng giờ chú ăn mới có gói mì à? Thì anh có mì rồi đi đó. Có khi về sớm 12 giờ ăn cơm. Còn có khi trễ 1 giờ 2 giờ nữa. Dạ. Yeah. Thì nó không có đói hụt rồi nhờ cái mình lem nước đá rồi mình theo mình uống á. Dạ. Yeah. Sáng là ăn tô mì hoặc là ăn tô cháo trắng là rồi đó. Rồi có mì lãnh hổm đó rồi để đó thèm mì ăn. Hôm mấy là ăn xu cháo trắng và cá khô béo dứt vô xu đi. Chạy mưu sinh đời sống gì nó đỡ chú ơi. Chứ tôi hỏi chú bây giờ mình làm mướn đâu có nổi. Mà cũng không ai mướn mình làm nữa. Thôi tự biên tự diễn. Mình làm mình sống ngày nào qua ngày nấy. Cá lau kiến thì ngày bán được 100.000 không chú? Có khi được mà có khi không nó chết gì là mình khô mà khô rồi bán ra đó dạ. Rồi gửi chị em ta bán giùm nó thì 80.000 100.000 ký dạ. Mót là bằng nó chết gì mình khô mà biết làm mới được chứ không biết làm mằn nó khó lắm dạ. Vì nó cái dãy nó cứng đó dạ. Lột cũng bể tay bể chân hết trơn cái đâu phải tầm thường
cái con cá lau kiến nha, cái da nó cứng lắm, da mà mần nó là phải cực lắm, phải trong da tay da chân hết. Cái đầu bỏ ha, rồi chú dốc cái nụt lưng nữa, rồi chú mới thẻo cái phần thể da ra. Chứ đâu phải mà mặn dễ đâu. Bởi mặn nó 1 ký khô là nó chạy ra gần cả 10 ký cá tới sống vậy đó. Dạ, mới được 1 ký khô. Mới được 1 ký khô. Mà bán ra có 100 ngàn, chạy ra có 5 ký ở chạy ra mình bán chừng 10 ngàn cá sống vậy thôi, chứ đâu có nhiều. Thì mót là giặt nó, bây giờ bỏ cũng tội. Dạ. Thôi mót cái này, mót cái kia, mua sinh cuộc sống. Dạ. Rồi tôi thấy rõ rồi, con người gian củi gì vậy, ai có thể ta, người nào ta cần củi đó, ta mua 100, 200, 300 cũng bán. Cái xuồng của chú là chỗ này nó bị gì á? Chắc nó cũng, ta thấy cái xuồng đó ta cho nó bể chân á. Mà tôi đóng than rồi tôi chịu cái ly lơ mơ nó dám bể hai luôn á. Ủi sức mấy bè rồi tùm lum hết ra là. Rồi. Có nghĩa là chú phải cặp cái cây này vô. Cặp cây nó mới cứng với xuồng á, là thành thử ra mình mới chùm mũ được. Mình đi tạm đỡ được chứ. Mà đi vô đó cũng vịn vịn thôi mà không biết nó vịn đường nào, rồi có khi cây nó sọt mũ á. Dạ. Còn mưu sinh cuộc sống rồi, cậy ngày nào đỡ ngày nấy vậy chứ giờ đừng củi mình, giờ chú tính chết nay sống mai chứ đâu có còn nữa đâu. Nhưng mà tại cái hoàn cảnh mình nghèo buộc phải lây lắc sống vậy chứ, rồi chú giờ như chủ tôi là về hưu cái đâu còn làm nữa, nhưng mà thôi cũng ráng. Lủi thủi dưới sông con mình buồn không chú? Cũng buồn chứ, mình cũng tự giác được, bởi vì cái nghề nghiệp của mình, mình mưu sinh cuộc sống rồi mình phải làm thôi. Chứ giờ chú không làm thì chú nằm ở không lấy vàng này, mà có khi nó sanh bệnh nữa. Dạ. Đó, mình lao động thì chứ nó đâu đỡ, nó cũng lướt qua cái cơn bệnh mình đó. Dạ. Trừ ra mình yếu quá rồi là phải chịu thôi. Dạ. Đó, phải nằm tại chỗ thôi, phải không? Dạ. Tôi nói với chú vậy đó. Dạ. Nhưng mà cái vấn đề, cái lương tâm, đạo đức của mình là mình làm cái gì mà đừng cho nó có cái sự tội lỗi đó thôi. Chứ ai không có mưu sinh cuộc sống, hôm nay anh em ta cũng thấy rõ vậy. Mình có bao giờ là chú lên máu gì không? Không có, sao mà tôi tốt thôi nha. Từ hồi mà tôi biết khùng tới giờ đó ha, là chỉ có cái rét á. Kêu nó sốt, nó lạnh ấy teo vậy đó. Mà chị thuốc hết rồi, và tới bây giờ tôi uống chỉ có nước dừa tư với gừng mình đó. Dạ. Mà nó tuyệt luôn, tới bây giờ luôn là coi như không có bệnh gì hết trơn. Yeah. Lâu lâu cảm sổ mũi thì mua liều hay liều thuốc uống vô thì hết. Chờ độ vậy đó chứ không phải mà yếu như ta là đâu có mưu sinh cuộc sống được gì. Thôi rồi tôi thấy có khi vợ của tôi đó là nó đi cũng không nổi nữa, nó bị khớp rồi tiểu đường nữa, có 3-4 năm nay à. Thì gác mưu sinh cuộc sống để dưỡng gì già, có khi mình đau rồi vợ nó nuôi, rồi vợ đau mình nuôi với nhau rồi thôi. Rồi cái thùng, cái phích nước đá đó là chú tự làm hay vợ của chú làm cho chú? Vợ tôi làm, nãy đem xuống rồi tôi uống đó. Dạ. Cũng đỡ, nó chạy xe đạp được. À. Rồi nó không bệnh đó, chứ thôi nó nhứt rồi nằm ở nhà rồi nó lên không à. Chắc chú bữa đó cũng thấy vợ luôn mà. Dạ. Nó đi cầu que đó. Quân hồi có lại nhà của chú, nhà của chú là nhà cây á có anh chị? Cái nhà rừng đó là cái nhà thiếu của từ thiện người ta cho đó. Nhà chú là từ thiện cho ha? Từ thiện cho đó. Tôi cắt đó. Lâu chưa chú? Lâu rồi, năm nay cũng 5 năm rồi đó. Mà sao nó không có một mày cũng đỡ rồi. Dạ. Mình ở đó, mình dọn dẹp cái rồi nó đỡ. Chứ không ấy thì miễn nó hư cái không biết tiền đâu sửa. Rồi hư cắt từ thiện cắt rồi chứ còn mình thì em mong ước gì đâu chứ. Mình biết sống được bao nhiêu ngày chú ơi, tôi thấy rồi. Thấy bây giờ ta chết rồi, chú thấy không? Có khi 4 mấy, 5 mấy rồi chết. Thì chú đi thăm đến mấy giờ là... 6 giờ, 7 giờ cũng không chừng. 6-7 giờ tối hả? Rồi 3 giờ chiều, 6-7 giờ tối rồi. Bởi tôi đi bị cái dàn lưới từ ở trển xuống tới đây luôn mà. Mấy tay? Như vậy là 8 tay lưới mà coi như là 4 tay lưới này là rách rồi. Còn 4 tay lưới chảnh là đỡ. Chú dở cái tay lưới lên con xem á.
Một tay lưới vậy là chú mua bao nhiêu tiền? Có 200 là nè. Coi như vậy là bốn tay vậy, bị tôi hỏm vô mặn rồi bán rồi mua sinh mua sống dư ra mình cắm lần tay đó. Là nấu tới giờ là mấy tay lưới là quá trời cái rách rồi. Mình thử ra là dặn bỏ từ đây đi xuống tới lần đó lần nữa đó. Còn xa nữa hả chú? Còn xa lắm á. Vậy thì một ngày vậy coi như là chú cứ ở dưới sông suốt vậy á? Thì đó từ sáng mà tới khi 1 giờ đó, 1 giờ, 2 giờ mới về ăn cơm. Có khi là tới 3 giờ ăn luôn rồi nghỉ buổi chiều luôn. Bởi vì làm viết làm như nó không có biết đói hay gì. Cũng ráng làm. Là có khi khan tiếng luôn, chặt vô nói có khi khan tiếng luôn. Biết xuống năm nay tôi cũng xuống nhiều rồi chứ năm ngoái. Nhưng mà lỡ mà một ngày nào đó cảm thì đâu đi thăm được. Ngày nào cảm là bỏ. Vợ tôi thì chắc cũng bỏ luôn rồi. Tới chừng mạnh cái mới đi cũng. Rồi bà làm kiểu là bán ngày này ăn ngày đó rồi mấy ngày không đi thăm ngày tiền đâu chú xài. Thì cũng có cái là mà địa phương người ta đó cũng quan tâm. Cái quan tâm ở chỗ nghèo á, người ta cung cấp gạo ăn. Có khi gầm, cũng như gầm này tôi đánh được 2 bao đó, là ăn được cũng được tháng mấy 2 tháng đó. Rồi cái gầm tới người có khi chục ký, 5 ký, rồi lê lắc tới nữa, rồi thiếu rồi đi mua. Mà không có tiền thì nhờ cô bác ở sớm ta bán, ta biết mình đó. Rồi dư có 2 lần giặt cái này thì có thể mình dư, mình mua thiếu mua bao như 100 mấy 200 ngàn phải không? Giặt 3-4 bữa mình mót mình cũng trả ra được, mình thử mình mua thiếu được. Rồi 2 cái leo bay tới tiền điện, bởi tôi nó khổ lắm, tiền điện, tiền nước, chú tính là tiền nước tôi nhẹ đó, là cũng phải 170 đó, bị rồi tiền điện cũng 70%, tiền 100 mấy 200 nữa nè. Thì leo quay cái này tới cái kia, mà nếu mà mình có gạo trường thì hoài thì mình đỡ nhẹ cái đó. Còn không có thì buộc cũng mua chịu cái rồi mình dân có mình đem trả ra, mơ chịu mình có thiếu nữa mình mua được nhờ vậy đó. Nên là nữ là cũng sống được đắp đổi ngày này qua ngày kia. Dạ đắp đổi có khi là phải cho 2 bao mình ăn được 2 tháng thôi, 10 kg vợ chồng luôn ăn 1 tháng á, mà 2 bao rồi được ăn được 2 tháng thì nó nhẹ mình cũng khoảng rè vậy đó. Chứ hồi đó theo đúng cái tuổi đời tôi nói thì cái chú tôi nghèo, mà tại cái số tôi nghèo hay sao chú ơi. Hồi chú còn trai cũng dân câu vũ lưới gì không đó, đi vô tới Vĩnh Hưng chẳng á. Vĩnh Hưng Long An đó cô bác anh chị. Đó qua bển rồi nhờ anh em ta địa phương là cũng thương để giúp cái này giúp kia xíu gạo, cái trầu gô lấy vài cái gạo ăn đỡ đi. Có khi người ta cũng cho nữa. Đó. Cho rồi mình cũng mưu sinh cuộc sống vậy đó, chứ không có gì thay đổi hết. Bây giờ chú ước muốn có chiếc xuồng mới không? Ý của tôi bây giờ nó có chiếc xuồng mới thì nó nhẹ nhàng mình đó, rồi có mình sống được. Dạ. Yeah. Cũng mưu sinh cuộc sống hàng ngày vậy thôi, chứ cũng đâu có bán chát gì được. Chỉ mà làm cá mình bán mình sống. Nên là nữ là chiếc xuồng không có tiền đâu mà mua được chiếc xuồng tới 1 triệu mấy 2 triệu. Dễ gì mà mình lo được cỡ đó, theo chú cũng biết nè. Cái xuồng này là nhờ cháu nó cho đó. Rồi dở lên 2 thằng khiêng nha, tôi nói là cái chú nè. Nó sức từ miếng be này nè, nó bị nó mục, nó đứt đinh đó. Lên tôi rồi đóng 1 ngày. 1 ngày mới lợi là tiệm của mình son nắng ở chỗ đồ cầu á. Mới mua mũ này nè, mà 40.000 một thước nè. Mà tôi đo chiếc xuồng rồi tôi nói vậy là 5 thước, vậy là đo bề dài 5 thước, khẩu 2-4 thước, tôi chùm lại 2 lớp luôn á. Bây giờ về đó tôi lặt trên khô, tôi đóng rồi tôi mượn xe đẩy của bà già nó, tôi đẩy luôn. Mà từ ở dưới cái nhà biệt thự ở dưới đó, mà tôi đẩy về bọc trên cầu về tới nhà tôi. Hồi hồi nó sơn trường của về được mấy ngày dài đi được đỡ đó. Chứ hồi đó là lội nước không hả? Cậu tôi lội có cái áo phao. Áo phao nhà ta cho đó.
thấy tôi lậu đó rồi sợ chết đuối, là dùng nghèo rồi cứ lậu rồi nhờ tôi lậu trong mấy kinh mương tạo rồi ha. Có gần dài qua cái kinh Long Huệ bến nó cạn cạn ở đây có mấy cái chỗ nó lúc đầu thì ở dưới giữa kinh đó rồi mình phóng qua được, bởi vì có cái phao đó mình phóng qua. Chạy xe đạp vô trống cái bắt đầu là bủa dầu ở chiều mình thăm cái gì luôn bỏ trong, nhờ không ai phá như một lần tao phá rồi vậy, không có tiền đâu sắm lưới kịp. Hôm trước là chú nói là cái chiếc xuồng á, chiếc xuồng anh kia bán là bao nhiêu? 1.5 triệu mà chắc nó bán rồi chú ạ. Thằng mụn anh em với cái thằng mới chết chứ. Nhưng mà bán rồi đúng không? Chắc bán rồi quá, tôi không có. Bây giờ chú còn dọ được chiếc xuồng nào không? Chưa, bởi vì mình không có tiền đâu có dám đi dọ thôi chú. Bây giờ chú đi dọ đi. Chiều nay chú đi dọ được không? Có quẩn mình nghỉ một ngày mình đi mới được. Chú thích xuồng cây hay là xuồng? Không, xuồng cây dễ bề hơn cái mình đi không quen. Xuồng composite như gì cũng được nữa, mà có một cái là nếu mà nó hơi tệ mình về mình chùm mũ thêm chứ không có gì nha. Dạ. Còn cái này nó quá yếu à. À. Chú đóng cái vàng cây đó là chú tính để chi không? Có khi mình mát lưới rồi sao bước chứ bước ở dưới nó lủng. À, có nghĩa là chú thêm dàn cây này, một là kiên cố, hai là mình không bước xuống cái be xuồng này. Dưới cái be xuồng ở dưới nó lủng à, liền. Lủng liền, nên thành nữ là bước đi là cũng nhẹ nhẹ, bước lên cây ở trên này thôi. Dưới cây ở trên. Cây trên này hoặc là bước lên đây, chứ không ấy bước xuống dưới là nó bị lủng luôn. À, bây giờ là có một mạnh thường quân, đó là anh Bình ở Canada, muốn tài trợ cho chú một cái chiếc xuồng. Thì nó dao động khoảng chừng 2.5 triệu gì đó. Thì bây giờ chú cứ dành một ngày chú đi dọ đi. Dạ, chú dạ. Cho con hay. Trời để ấy cho chú hay. Nhưng mà cho con hay là chắc khoảng 10 ngày nữa con mới quay gặp lại chú được. À, tại vì con phải đi Trung Quốc rồi. Nếu có số tiền số điện tôi điện cho chú hay được. Dạ. Chú có điện thoại không? Có số điện luôn nè. Dạ hả? Chút xíu con sẽ lưu lại. Lát nữa con nhá qua con. Đúng. Nhưng rồi. Mà vài ngày nữa là chú gọi cho con không có được. Đúng. Vài rồi. Ngày nữa con ở nước ngoài rồi. Thì từ 10 ngày ha. Dạ khoảng 10 ngày nữa. À, được rồi. Vậy là có số điện chú gọi chú rồi chú cũng lo cái chú gì được rồi. Nếu chú giúp được chú mà chú giúp. Dạ. Đó là thật tình. Bây giờ thấy là bây giờ có khi mình muốn mà không có thể mình sắm được dưa hổm nè. Nó kêu nó bán theo đúng chú muốn có tiền rồi tôi gặp rồi. Lâu có đi với xuồng bèo nghèo như. Đây tới chiều hay cũng được nữa, nếu kịp thì đây đến chiều. Không, đây tới chiều chắc không có không đâu luôn đi được. Dạ đi. Chiều nay chú cứ tiếp tục đi văn đúng không? Ừ, đi thăm đúng không? Có đi là tôi phải hỏi thăm coi nó còn không. Nó ở ngoài vô me ngoài nè. Dạ. Cho nên để tôi hỏi thăm người ta coi cái chiếc xuồng nó còn. Như chú rồi thích chiếc xuồng gỗ hơn, xuồng cây hơn. Tại vì xuồng cây nó đậm hơn chiếc xuồng kia, nó không bị trôi. Ờ, cái kia lụp chụp cái mình té xong thì nó bê ca. Dạ. Mình đi không quen đó. Rồi té, mình lớn tuổi rồi té cái nó thất bại rồi. Còn tôi nói tâm lý gì chú hiểu rồi. Dạ. Mình lỡ mình chờ mình té cái nó thất bại, còn xuồng cây nó cứ đánh rồi lỡ. Ừ. Nó dễ bề mình xây chuyển, còn cái kia mà nó nhẹ nó lắc lắm với lại chú nghiêng thăm lưới nó cũng hơi khó hơn. Ừ, khó lắc ngàn cái nó té liền cái chấm liền không nói. Thôi chú cũng hút thuốc nhiều ghê á. Ừ, buồn hút ghê lắm mà sao mà nó không có cái bệnh gì hết đỡ chứ tại nhưng mà hút thuốc vắng vậy thì đỡ tốn tiền. Đỡ tốn tiền nó bị chú tính gói hút ha, rồi cho chú hút cái trô liền là 7.000 một gói. Thuốc ấy thuốc giỡn nha, một ngày chú hút 2 gói là thấy 14.000 rồi. Đó thì chú tính nha, còn cái này là một cục là 40.000, 42.000, 100 gram mà chú hút được 10 mấy bữa thì chú tính nó nhẹ ngày có mấy ngàn ba. Dạ. Đó gì nó lợi nhuận cho mình vậy thôi. Hồi sáng giờ mà được có mấy con à? Không, còn giờ đem về ở khúc chở thì rộng của chở rồi. À.
Rồi mới xuống ở đây mới chưa nè. Dạ. Vậy là ngày cũng được mấy chục ký chứ? Chục. Một chục có 7-8 ký có, bị tới 2 vàng đâu rồi. Rồi có chú có muốn mua tay lưới mới không? Thì nó dư mình cái khi mình lo được thì cũng mua thêm là đắp đổi cái cuộc sống thôi chứ tính không mua gì được. Một tay như vậy là 200 đó là chú tính đâu phải là nhẹ vốn đâu. Mà cũng lê lát rồi tay này nó nấu tiếp tay kia vậy đó. Có nhiều cô bác anh chị biết không là tuổi của chú đi bán vé số thì cũng khó lắm. Dạ, đi đường xa thì nó cũng mỏi. Tôi có đi bán rồi chú ơi, có khi khổ lắm. Tôi chạy ra, nó thầy cái chú ra ha. Mà phải chạy ít đâu. Mà mình mời với cũng ngại nữa. Một bữa đầu á, chú mới ra ha, chú bán chạy. Mà chú bán 2-3 lần mà không có chú số đầu rồi, tôi đố tôi. Bán khó lắm. Khó lắm. Mình năn nỉ chàng hai quán có khi là bị động là bán tới 3, bây giờ mấy 4 giờ là cậy buộc phải ôm rồi. Không có đường nào mà chịu nổi, vốn đâu mình đưa ra ta. Dạ. Nói thành nữ là vì cuộc sống mưu sinh nên chú phải chọn cái nghề này. Ừ. Mặc dù là cô bác anh chị biết nhiều người nói cái nghề này nó chú thấy rõ đi, bây giờ cái nghề nghiệp này nó không có cái gì lạ cho một ngày ông kiếm 50 ngàn cũng có chi xài trong gia đình, bột ngọt tiêu hành hay là nhang khói đi, phải không? Dạ. Rồi điểm thứ hai nữa, con cá mình ăn mình khỏi mua. Dạ. Chỉ mua 50 ngàn bạc hành hay rau gì trộn hay nấu miếng canh mình đã húp gì đó. Không, tôi nói tâm lý là đó, xã hội nó đi vô cô cá là tôi vô khóa không có mua. Dạ. Đó. Có khi lâu lâu thèm thịt rồi có dư động tiền mới mua được 20-30 ngàn hoặc 100 gram 200 thịt nấu canh rồi ăn thì là có. Dạ. Chứ ngoài ra là không có mua. Con cá tôi vô khóa là tôi hồi tôi biết bây giờ là ít có không có dân lưới là mới mua thôi, chứ là tôi buông xuống là có ăn hết. Nhưng mà chú thì cũng sát cá chứ. Ừ, cũng khác, ai cũng nói bị khát cá thiệt. Chứ nhiều người cũng dần 2-3 tay, có khi không có cá ăn nữa. Không có con nào luôn. Nó lỡ, đó, tôi trẻ chút rồi nó chết vậy đó, vì bằng hồ. Lúc trước thì cái con kinh này nè, cô bác anh chị, nó bị lục bình văng bít hết. Rồi sau này người ta mới xịt thuốc rồi phá ra, nên chú mới có văng được như thế này. Đó, với hai nữa giờ sáng cạp là nó cạp trống đó. Dạ. Nó văng được chứ không, tôi chạy bên Thông Huệ, đường qua Thông Huệ tôi văng không à. Với lên mương tạo rồi nó văng không à. Ừ. Nó không có lục bình văng mới được, mà lộ nhiều cái thôi chú ơi. Có bao giờ chú gặp những lục bình đó chú quăng lên bờ không, để nó mau mốt nó nở ra? Không, vì mình đâu có trì quở đâu. Dạ. Có ít gì vậy, khi bán lứ là thấy dạ. Được. Dạ. Chứ còn có khi về đó là không. Đâu có mở đâu, nào nó mình dọn lên. Rồi, hôm nay thì con gặp chú Bình. Dạ. Thì thông tin với chú là một tin mừng đó là được anh Bình, vợ chồng anh Bình ở Canada gửi cho chú tiền để mà mua chiếc xuồng. Thì bây giờ chú cứ đi dọn cái chiếc xuồng đi. Rồi khoảng 10 ngày nữa con về lại á. Dạ. Thì mấy chú cháu mình sẽ đem chiếc xuồng đó về. Vậy cũng cảm ơn chú, nếu giúp được thì mình để bên nội cái mua chiếc xuồng bây giờ thì từ chịu giữ là nhẹ đó. Dạ. Chịu giữ con cho chú từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi luôn á. Ờ đó, như vậy là cũng dễ là tôi mua bán cái xuồng cũ là có thể mua được. Dạ. Tôi đi dò chắc có. Ờ vậy mừng ha chú ha. Dạ. Rồi vậy cảm ơn chú nhiều em. Dạ. Chờ nhiệt tình mình. Thì để tôi đi thăm mơ đó gì vậy? Cơm bây giờ gần 11 giờ rồi. Chưa ăn cơm cũng đói bụng rồi, hơn 11 giờ rồi. Ừ, 11 giờ 5 rồi. Dạ. Thôi vậy cũng cảm ơn chú nhiều ha. Rồi, một lần nữa thì vui hồ chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị, quý mạnh thường quân ha. Cảm ơn anh Bình ở Canada đã gửi ủng hộ cho chú bên một cái chiếc xuồng. Và ngày nữa đây thì khi mà vui hồ đi từ Trung Quốc trở về thì sẽ gặp chú. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại của bác anh chị. Rồi, cảm ơn chú nhiều ha.